Trong chuyên mục mỗi ngày một con số kỳ này thì chúng tôi xin được đề cập đến con số 4,07 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo thương mại điện tử năm 2015 của Bộ Công Thương, trong năm qua người Việt Nam đã chi khoảng 4,07 tỷ đô la Mỹ để mua hàng qua hình thức thương mại điện tử. Con số này tăng khoảng 37% so với năm 2014 và chiếm 2,8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Giá trị mua hàng trung bình của một người mua hàng trực tuyến trong năm 2015 ước đạt 160 đô la Mỹ. Loại hàng hóa dịch vụ được mua trực tuyến phổ biến nhất là quần áo, giày dép và mỹ phẩm chiếm 64%. Tiếp theo là nhóm hàng công nghệ và điện tử, thiết bị đồ dùng gia đình, sách, đồ, văn phòng phẩm, hoa, quà tặng. Năm 2015, các website thương mại điện tử của các doanh nghiệp có doanh thu lớn đa phần thuộc nhóm website kinh doanh các mặt hàng như vé máy bay, đồ điện lạnh, thiết bị gia dụng, đồ điện tử và kỹ thuật số, thiết bị âm thanh, hình ảnh. Một số website thương mại điện tử của các doanh nghiệp tham gia khảo sát dẫn đầu về doanh thu có thể kể đến như là vietnamairlines.com, thegioidong.com, esale.zing.vn, fptshop.com.vn, lazada.com.vn, nguyenkim.com.